Chào buổi sáng mọi người, chào mọi người đã quay trở lại. Đang chuẩn bị đi tàu chơi nè mọi người ơi. Mấy đứa nhỏ nó bận áo phao xong hết rồi. Giờ đi lên tàu. Xuống á. Ừ, con nhảy xuống. Sao bị làm school hả? Đây là thò mẹ, đây là bà. Đã bị thò mẹ rồi. Vi tar med den då. Nu går ni och sätter er på banken. Ja. Mamma, kan någon ta den här? Ja, jag tar den. Sätt dig på bänken. Sätt på bänken. Ja, så. Utan att trampa ner i hålet. Sitt där borta på andra sidan, Sofia. Så, bra. Bữa nay là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ nó đi tàu á. Tàu này để bao nhiêu năm trời. Bây giờ mới được đi lên đây đi nè. Em nói mà em ôi. Wow, đã không? Có sợ không? Coi bà nội với ông nội có hỏi đó không? Mình biến cả mình kêu bà nội với ông nội. Đó. Đi nhìn cái cắm trại nhà ông bà nội từ dưới nước nhìn lên nè mọi người. Chào mọi người đi. Sophia Julia chào mọi người chưa? Không biết mọi người có bị say sóng không chứ mình bị say sóng dữ lắm luôn. Cho nên kêu anh Mít đó chọn cái ngày nào mà trời nắng nhất mà không có gió thì mới đi tàu chứ không thôi là về là say sóng cả ngày mệt lắm. Alice ngồi xuống té nè con. Té bây giờ nè, trời nó đứng ở đó coi kìa. Ừ, ôm em lại có chân em té. Hay hay. Chị hai sợ hả? Chị hai nói là chị hai sợ em Alice té xuống dưới nước. Mát quá à. Hôm nay trời mát. Đây là cái rừng nhà nè mọi người. Từ ở ngoài cửa biển nhìn vô là thấy cái cắm trại của bà nội nằm ở đó. Và ở đây mình có thể mình đậu tàu. Anh Mít anh đang lái nè. Sao con nói cái gì? Janskevarm. Nó nói nóng quá à. Con đứng lên con coi với ba lái tàu kìa. Nãy con không có tháo cái đó ra được. Tháo cái đó ra là té. Thấy em Alice. Lần đầu tiên cho tụi nhỏ đi biển anh Mít ảnh sợ lắm mọi người, ảnh kêu mình á phải bận áo phao vô rồi bận cho tụi nhỏ nữa để lỡ có gì thì nó nổi trên mặt nước dễ cứu, tại vì có một mình ảnh biết bơi à. Đây nè mọi người, từ ở cửa cái biển hồ ở đây nó gọi là biển hồ, cái biển Ven này là lớn nhất ở Thụy Điển nha mọi người. Thì ông bà nội má chồng mình nó ở cái khu này nằm ngay cái cửa biển đi vào đó, nguyên một cái vùng đất này nè mọi người thấy nè. Là nó bao gồm cả đất rừng, đất nhà ở và đất trồng trọt luôn. Tổng cộng của nó là khoảng nghe nói là hình như 30 hectare đó mọi người. Rất là bự nha. Mọi người cũng biết á, Thụy Điển là cái nước nước xanh mà nó 80% diện tích của nó là toàn là rừng không mà. Cho nên người dân á, người ta sở hữu đất rừng nhiều, thật là nhiều luôn. Người ta trồng rừng, trồng cây để bán á. Thì khi mà đời cha chồng thì đời con được hưởng. Thì cứ tiếp nói như vậy. Từ hồi nãy tới bây giờ luôn á, bà khoái dữ lắm, bà thấy nước rồi bà thích ơi là thích luôn vậy đó. Đem bà vô bà không có chịu, bà la, bà khóc, bà quậy, bà chỉ đứng một chỗ như vậy thôi. Lần đầu được lái tàu mọi người ơi. Bữa nay trời nắng đẹp lắm, không có sóng, không có mấy cái sóng lớn, nó dễ lái lắm mọi người. Ở đây mọi người có thể thấy nè,
đi vào trong đó đó thì mình có thể mình để mấy cái nệm đó, anh Mến Trịnh chưa có lấy ra, thì mình có thể mình nằm ngủ, nếu mà mình đi tàu đi xa đó mình nằm ở trong đó ngủ được hai người lớn và hai đứa con nít. Hồi trước á mình thấy người ta lái tàu á mình thấy thích lắm, mình nói trời sao giỏi quá vậy lái tàu, mình nghĩ là khó lắm nhưng mà thực ra nó không có khó, rất là dễ, y như là lái xe hơi vậy đó. Trời ơi, coi anh Mít với mấy đứa nhỏ nó ngồi dưới đó kìa. Bà Alice bà chịu xuống rồi. Ok. Ok. Anh Mít ảnh đi ra đầu tàu để ảnh xem cái hướng đi. Tàu chưa có quen lắm cho nên nó mệt, nó hơi say sóng nên tụi mình không có lái nhanh, nó chỉ lái từ từ thôi. Mà rất là may luôn nữa là mọi người cũng thấy đó, dưới nước đó sóng rất là êm đềm, còn trời thì trong xanh ha, rất là đẹp. Chị hai coi em bé té không? Chị hai bước lên đây chị hai xem coi bá ba làm gì nè. Con thấy không? Con thấy bá ba đang làm gì không? Julia nó đi tàu đi xe dở lắm mọi người ơi, nó hay bị say tàu say sóng lắm, nó ngồi đó từ nãy giờ nó không dám làm gì hết đó. Bây giờ mình quẹo vô trong cái chỗ này nè, cái chỗ cái gần cái bãi cỏ với cái đá đó đó, thì ảnh sẽ thả neo xuống và cho mấy đứa nhỏ xuống hồ đi tắm. Bước xuống đi, đâu có té đâu sợ. Alice nó rồi tắm mà nó khóc từ nãy tới giờ nè, thấy nước mà không cho nó xuống nó khóc. Sao? Nó phi vậy rồi. Lạnh. Chút xíu nữa hết lạnh nè, đừng có la nữa. Chút xíu nữa hết lạnh nè. Nó khan đôi gô nê rồi. Con đi xuống đi. Tới dù đi à, đi xuống đi. Tiếp ta, hôn phi kìa. Chị hai nổi lên mặt nước mà, chị hai đâu có rớt xuống nào. Chị hai có cái áo phao mà. Cao như vậy nè mà anh Mít anh đứng mới có tới ngực anh thôi à, mới qua lưng quần thôi à. Rồi đi xuống đi, chị hai đâu có té đâu. Ok. Ôi ơi bữa nay nắng quá mọi người ơi. Phía bên mé bên kia đó là đi qua hết nguyên bên kia là đi về lại cái camping cắm trại của ba má chồng mình đó. Phía bên này hình như đợt trước thấy nó có một cái cung điện mà bị đổ nát ở bên đây nè. Rồi Julia đi xuống đi con. Bắt cả con xoay người ba làm sao, con xoay người đó. Đó chị hai kìa, chị hai đằng xa kia, chị hai nổi kìa. Đó đi xuống, bước xuống. Ôi ôi Alice. Trời, giỏi quá đó. Trời ơi, mấy bà dịch này nè, đi tới đâu là khuấy động cả một vùng. Trời ơi, bà Julia bà sợ té coi kìa. Ha, nè, cái phao nè. Du can come hit, ô hem tá rồi Julia. Con đi ra đây con lấy đi. Ha. Chết cha.
Anh Mít ảnh mới chạy đi ra ngoài cửa hàng á, ảnh đi mua cái phao ngày hôm nay luôn á, tại vì nói đi bơi á, hứng lên cái là thấy trời đẹp là đi thôi. À, cái phao này nó đặc biệt lắm mọi người, tại vì nó có cái đế ở dưới á, mấy đứa nhỏ nó không có bị té giữa cái lỗ của cái phao á, nó sẽ an toàn hơn. Ồ chị Hai giỏi quá à, chị Hai bơi luôn kìa. Mới đầu mình tưởng đó là Sophia nó không có dám đi xuống, nhưng mà thật ra bà Julia bà không dám, bà leo lên phao bà ngồi rồi. Alice thì nó đội xuống nước, anh Mít thì anh không thể nào anh ẵm hai đứa cùng lúc được. Ồ chị Hai giỏi quá, chị Hai sim mà được qua tới trên tàu luôn. Ôi gì Alice nó sợ rồi, tội nghiệp Alice quá à. Để mama xuống, mama tắm cho tụi con nha. Dạ. Nước nó vẫn còn lạnh lắm mọi người, trời mới bước xuống hả tê tái luôn á, nhưng mà sau đó chút nữa nó quen. Sophia nó leo lên trên tàu, nó ngồi rồi nó lạnh, nó rung cặp ở trên đây. Còn Alice thì nó không chịu đi lên, nó thích ở dưới đây dọc nước tiếp nữa. Đó, con nó đạp thôi kìa. Cái chỗ này á, ngộ lắm mọi người, ngay giữa cái biển hồ đó, cách ở đây cách bờ chắc cũng khoảng gần 200m, 100-200m gì đó, mà nó có một cái gồ cát lên ở giữa đó, mình đứng thì nước nó khoảng tầm lên tới ngực mình thôi. Nhưng mà ra khỏi cái chỗ cái gờ này thì nước rất là sâu. Bước ra khỏi cái gồ cát đó đó mọi người thì nước nó sâu hơn, nó lạnh hơn nhiều lắm. Ta đa, bà Alice bả vô trong cái phao bả ngồi rồi bả không chịu đi vô đi về luôn nè mọi người ơi. Trời ơi mệt quá à, đi bơi với tụi nó mà tụi nó không có chịu bơi, tụi nó la tụi nó khóc luôn mà bây giờ. Đi về. Ê xin lỗi chị Hai không có khóc. Chị Hai đi bơi giỏi lắm á, nhưng mà đây nè, bạn khóc bạn la nhiều lắm. Rồi xong rồi bạn kia nữa. Bạn ngồi bạn ăn cái bánh nè. Con ăn cái gì đó, con có mời mọi người ăn chưa? Mời mọi người ăn. Ngon quá, con ăn cái bánh đó là bánh gì? Bánh gạo, bánh cốm. Giờ mình đi về mình ăn trưa nè. Bye bye. Đợt sau mình đi tiếp. Mẹ cũng yêu con. Hôm nay tắm vui không? Dạ vui. Nháo nháo. Ôi bây giờ mình đi về. Ôi sắp vô tới à, bên đằng xa kia nó có cái tàu kìa. Anh Mít ảnh lái tàu. Cái phao để trên cái mũi tàu á, anh Mít không thấy đường, anh phải đứng lên anh đưa cái đầu ra ngoài anh mới thấy được cái đường để anh lái đi. Chuẩn bị vào tới cái cửa biển hồ đi vô nhà bà nội rồi. Hôm nay á, mình thấy quá trời tàu thuyền luôn, trời đẹp mà không có gió á. Người ta đi ra người ta đi bơi nhiều lắm. Ái coi chừng Julia bá bao mấy đường đạp vô tay con nó cẩn thận á. Trời ơi mọi người coi anh Mít ảnh leo lên tới trên cái mui tàu luôn, anh ngồi anh lái bằng chân coi độc lạ không, ông mập này đó. Mấy đứa nhỏ nó ngồi dưới đây nè, nó làm giống như là nó là nãy nó nói nó là captain, là thuyền trưởng lái tàu, còn anh Mít là chỉ là phụ nó thôi, đi phụ nó lái thôi đó. Mọi người coi nè, ông Mít rồi ông lú cái đầu ổng đi ra ngoài để ông nhìn ông lái tàu coi kìa. Nãy giờ ông lái chậm ơi là chậm luôn, 15-20 phút rồi mới đi vô về tới nhà nè, tại vì anh sợ là tụi nó bơi xong rồi leo lên tàu tụi nó ói. Thôi mình dừng clip ở đây nha mọi người. À, đi về nấu cơm cho tụi nhỏ ăn đây, trưa rồi, tụi nó nãy giờ tụi nó nói đói bụng quá trời luôn rồi. À, ai mọi người xem clip với ai mà chưa có bấm đăng ký và bấm theo dõi thì cho mình xin một đăng ký nha mọi người. Ok mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.